tháng 11/2013. Hay! Hoài Linh. Sẽ xuất hiện hài hước trẻ trung. Nào đó không tay. Cái này là cái gì vậy? Dạ thưa cô giáo, trong đó có một sự ngưỡng mộ nhẹ. Trong bộ phim vui nhộn Đại Náo Học Đường, dự kiến khởi chiếu 15 tháng 11/2013.